Tôi nói về cái cách mà cái quỹ phân bổ thì ở đây nếu mà mọi người nhìn vô thì các công ty bảo hiểm và khi mà lựa chọn một cái sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thì chỉ cần ba quỹ là đủ. Ba quỹ là quỹ bảo toàn, quỹ phát triển và quỹ tăng trưởng. Và tùy theo tình hình thị trường thì mình sẽ lựa chọn cái quỹ nào đó cho nó phù hợp. Quỹ tăng trưởng thì nó phù hợp với cái thị trường tăng trưởng, quỹ phát triển nó phù hợp với thị trường đi ngang và quỹ bảo toàn nó phù hợp với cái thị trường nó đi xuống. Nó tùy theo tình hình như vậy. Một trong những cái mà khách hàng cần lưu ý là khách hàng cần phải hỏi là cái mức tối thiểu và mức tối đa. Tại sao người ta phân bổ mức tối đa như vậy? Tại sao người ta phân bổ mức tối thiểu như vậy? Và tại sao nó có 80-20? Tại sao nó không là 100? Tại sao nó là 45-55? Tại sao nó 55-95? Còn cái quỹ bảo toàn thì 100% thì đầu tư và chi phí chính phủ thì mình không cần phải nói rồi. Thì đó là một trong những cái mà khi mình hỏi người ta trả lời được thì mình xác nhận đó là một tư vấn giỏi.